Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Tuấn để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai nha quý vị. Đây có nay thì quay giới thiệu cho quý vị mình một cái phôi khá là to này luôn ha. Phôi này giới thiệu ở cuối clip nha quý vị. Quý vị thích cây to thì ở cuối clip đây ha. Chào anh Tuấn. Rồi chào Tuấn ha, mình cũng chào cô chú anh chị đi toàn miền đất nước. Hôm nay cũng về được số mai phôi, em muốn giao lưu với cô chú anh chị. Thì số điện thoại của em với số Zalo cũng em ghi trên tiêu đề nên cô chú anh chị. Hành trình của em bán là bao ship toàn quốc ha, bao tận nhà luôn. Toàn quốc. Rồi. Rồi đầu clip nay là mã số sao đây? Số 1 luôn ha. Số 1. Cao đó đi, cao 1,5 m. Rồi. 1,5 m cao. Rồi, cao. Rồi cái hoành luôn. Cái hoành đây là 34. 4 cụ nạc cái đây là 44 đây. Cái đó là 44 nha quý vị, có cái củ nở đó ha, ở trên 34 đế cũng để không bự không ha, nồi đế luôn nhưng không có rửa. Rồi, xương cành đó mình kéo từ từ lên xương cành đó quý vị, chỉnh đứng là được nha cô chú anh chị. Rồi giá sao đây anh? Rồi mã số 1 vô luôn 2,3 triệu. Rồi 2,3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn rồi quý vị. Mã số 2 luôn. Số 2 khá là to, hai người kia muốn không nổi nữa. Đây, mã số 2 quý vị cũng hơi là cao rồi ha. Cao. Cao này tầm 1,7 m nha chú anh chị. Rồi 1,7 m quý vị. 1,7 m ha. Góc cũng hơi to đây. 4 mấy rồi vị trí về là 44 ha. Rồi đó ngay đó là 44. Đây. Ôm qua vậy đó, ôm qua ngay vậy nè quý vị nè, 44 đúng luôn ha. Đế nè, còn bự không đây quý vị, 44 đo ngay cho ở trên ha. Ở dưới thì có cái cụ nở, dưới là chắc hơn. Xương cành đây quý vị. Rồi giá sao đây anh? Rồi mã số 2 mình Zalo 2,3 triệu, 2,5 triệu à. Rồi 2,5 triệu nha quý vị. Rồi. Cây luôn. Cái này phí chiếc cao lắm quý vị ơi. Cây bự, nặng ha. Bầu nặng không à. Rồi. Tiếp tục luôn. Rồi mã số tiếp theo. Mã số 3, số 3. Rồi chiều cao luôn. Cao 1 m. Rồi 1 m. Cái hoành 37 yếu đến 36. Rồi 36 hoành đi ha. Đó. Rồi xuống đế luôn. Cái này là tránh cống mai vườn cho anh chị. Đế nó không được đẹp, cái thân một cốt. Cái hoành to. Mai vườn đế nó không có đẹp. Rồi giá sao đây anh? Rồi cây số 3 anh giao lô 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. 36, 37 hoành có 1,3 triệu thôi quý vị, mình bao ship rồi. Rồi mình lên số 4 luôn nha quý vị. Cái to bầu bự không à. Lên lên rống. Bầu 4,5 kg không. Tiếp tục luôn. Số 4. Cao 1,2 m. Rồi. Cái hoành em nói luôn nha quý vị. Đây, đây là 39 nha chú anh chị. Đó, kéo thẳng lên lưng này 39 ha. Đó. Đo ngay đó nhưng quý vị 39 ha. Giữa vị có đo lại thì đo ngay, nhớ đo ngay đó ha. Để bắp không nha chú anh chị. Đây con bự ha. Chịu chống đầy đủ nè. Thân cành luôn ha. Giá sao anh? Rồi số 4 Zalo 2,3 triệu. Rồi 2,3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mình lên xuống 5 luôn quý vị. xong cũng co lắc đẻ ha, có cụ nở ha. Cao 89 cũng bự quá dạ. Rồi 37 quanh. Đây. Đây quý vị, đó ngày đó ha, 37 dư ha. Ở dưới đây thì cụ chản ha. Rồi xây cụ đế luôn, nó già đến nó nổi sần quý vị ha. Nó nổi giống như gọi là nổi da cám vậy ha. Thôi, giá sao anh? Rồi số 5 mình giao lô 1.800.000 ạ. Rồi 1.800.000. Rồi mình lên mã số 6 luôn. Rồi mã số 6. Cao 89. Rồi cái hoành. Rồi 36 hoành luôn chứ chị. 36 luôn. Đó, hoành 36 tay cành đều luôn nè quý vị ơi. Cành đều ha, 36 hoành. Đó, rồi cụ đế nè, cộng nào lấy lực luôn nè. 36. Giá sao anh? Rồi số 4 mình giao lô, ổ số 6 giao lô 1.400.000 ạ. Rồi 1.400.000. Rồi lên một cây bự nữa, mã số 7. Cây gà tầm cây. Rồi cái này tầm 1m6 ha. Rồi tầm 1m6 cao. Cũng 7 yếu tính 46 đi ha. Rồi. À, 47 yếu xíu rồi, tính 46. 46 thì chắc. 46 hoành, để đây. À, cộng bắp không có gì. Ừ, thanh cành, thân này hơi lắc ha. Hơi lắc. Cành nhánh trên đây. Rồi giá sao đây anh? Rồi mã số 7 giao lô 3.500.000 ạ. Rồi 3.500.000. Rồi xuống kêu luôn. 46 hoành. Giá có 3.500.000. Đó, giá yêu thương rồi. Rồi nặng nha. Rồi mã số 8. Rồi 1.350. Rồi. Mình cũng hơi bự luôn nè. Đây. Rồi vị trí này là 38 nha. 38 hoành nè. Này cũng mà dường như chỗ này luôn. Một cốt luôn. Đây, cốt cành ở đây. Giá sao anh? Rồi mã số 8 giao lô 1.200.000 ạ. Rồi 1.200.000. Rồi. 30 mấy hoành, 38 hoành 1.200.000 quý vị ha. Rồi mã số 9 luôn. 9. Rồi chiều cao nó luôn đây quý vị. Rồi 1m18. Rồi 1m18. Hoành bự nữa nè. Rồi 37 thì yếu xíu ha. Rồi 37 yếu, tính 36 thì chắc ha. Rồi để đây. Ngồi đế luôn chúng chị. Nó cũng xòe, cũng đều quá nè ha. Rồi thân cành luôn đây quý vị ơi. Rồi giá sao anh? Rồi mã số 9 giao lưu 1.500.000 ạ. Rồi 1.500.000. Rồi tiếp tục luôn, số 10. Rồi mã số 10 đây rồi quý vị. Cao 94. Rồi hoành. Cái hoành 28 yếu tính 27 ha. Rồi xe chỗ diện ngắm nghía đường thân tay cành luôn ha. Tay cành đây. Đế cũng đẹp anh chị. Rồi cũng đế luôn. Để cũng đặt có hai cọng bự không nè. Giá sao anh? Rồi số 10 giao lô 700 ạ. Rồi xuống cây luôn 700. Rồi tiếp tục mình lên 11 luôn. Rồi mã số 11 rồi quý vị. Cao 1m15. 1m15 cao. Rồi này. 30 vành đúng luôn chú 30. Chị ơi. Rồi. Này cũng mai vườn luôn này chú chị. Đây mai này sức sống mạnh lắm. Rồi 30 vành. Giá sao? Rồi cái số 11 cho luôn 700 luôn à. Rồi 700. Rồi, tiếp tục mình lên 12 luôn nha quý vị ơi. Rồi mã số 12. Hơi cao cao đây ha. Rồi tầm 1,5 m ha chú anh chị. Rồi 1,5 m cao. Rồi 34 vành. Rồi 34 vành. Rồi ngày Mỹ luôn, Mỹ 34 luôn. Đây cũng đều ha. Rồi thân cành đây quý vị ạ. Rồi giá sao anh? Rồi 12 Zalo 1,2 triệu à. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mình lên 13 luôn nha quý vị ơi. Rồi mã số 13. Một 1m16. 25 hoành. Cái này 25. Nó có cái cũ nha chú anh chị. Trong nè. Cũ nè. Cũ nạt nó tới 45 rồi. Dạ. Nó chọn giữ để nó nguyên cái khối nạt luôn 45 đó. Cái cành cũng khá quá nè. Rồi giá sao anh? Rồi mã số 13 Zalo 800 à. Rồi 800. Rồi mình lên 14 luôn. Rồi chiều cao nó luôn nha quý vị. 95 đó, cao. 95 cao. Cái hoành 26 yếu tính 25. Rồi xây cụ đế luôn. Này nó cũng có cụ nạt bá luôn người chú chị. Rồi tay cành ở trên cũng đều nữa ha. Giá sao anh? Rồi 14 mình Zalo 600 à. Rồi xuống cây luôn 600. Rồi mình lên 15 luôn. Số 15 à quý vị. Cao 90. Hoành luôn ha. Rồi vị trí vậy là 34 nha quý anh chị. Rồi 34 yếu tính là 33 đi ha. 33 đi. 34 thì yếu một xíu. 33 hoành. Rồi giá sao anh? Rồi số 15 Zalo 700. 700. Rồi tiếp tục luôn. 16. Một 1m02. Rồi thấy hoành luôn đây. Đây là 29 nha chú anh chị. Rồi 29 hoành luôn nè. Rồi dưới là hơn nha. Đây cái củ của giảng ha. Đó. Củ ở bụi giảng. Rồi giá sao đây anh? Rồi cây 16 Zalo 700 luôn à. Rồi 700. Tiếp tục luôn. 17. Số 17 đây quý vị. 1 m chẳng. Rồi cao 1 m. Đại hoành 31 hoành. 31. Rồi cụ đế luôn. Thân cành luôn đây. Hoành 31. Giá xa. Rồi cây 17 Zalo 700 luôn ạ. À. Rồi 700. Rồi lên cây 18 luôn. Rồi ơi. Coi đúng cây 18 không nha. 1,03 m. Khoan anh Tấn ơi, cây đó cây 19 anh Tấn ơi. Cây 19. Rồi vậy sao lỡ lên cây 19 rồi lên cây 18 sao nha quý vị? Cây 19 đi ha. Sách lộn cây. Lộn cây 19 trước nha cô chú anh chị. Rồi tí giờ là 37 hoành. 37 hoành ha. Đó. Đây. 37 hoành. Cao 1,08 m, Và bảy quả này này dạ cái dữ ha. Cái này xưa người ta có cắt người ta thúc cành ra này cô chú anh chị. Giá sao anh? Rồi 19 mình Zalo 700. Rồi 700. Rồi giờ mới lên 18 đây. Cái 18 sao nha cô chú anh chị. Nãy rinh lộn. Rồi mình lên 18 ở đây quý vị. Rồi mã số 18. Nó lộn cây nha chú anh chị. 19 trước thì 18 sau. 1m08. Rồi cái hoành luôn. Hoành 32 yếu tính 31 nha chú anh chị. Đây đây rồi, yếu xíu thôi à. À 31 hoành. Để luôn đây. Này để môi ra không đẹp lắm chú anh chị. Rồi khai thác lấp lấp thôi ha. Nó ta thành sần sù dữ ha. Đó, nó sần cũng hiện tượng rồi nè. Cái này là mã dượng mạnh lắm nha chú anh chị. Giá sao anh? Rồi cái mã 18 này Zalo 1,2 triệu à. Rồi 1,2 triệu. Rồi nãy 19 lên rồi ha, giờ lên 20 nha quý vị. Rồi mã số 20. Đây, mã số 20 đây. Cao 88. Cái hoành 21 yếu xíu. Rồi, 20 đi. Xây xây luôn. Yếu xíu à. 20 hoành. Ở trên là bự hơn nè. Hơi bóp. Đắt lên tới đây rồi mới dưỡng sâu quá chú anh chị. Hơi bóp xíu. Lắp cái gan dài hơn ha. Rồi giá sao đây anh? Rồi cái số 20 Zalo 300 à. 300. Rồi tiếp tục luôn 21. Một mét 20, 1m2. Rồi cái hoành 33. Đây để mình vô máy luôn nè. 33 đây. Rồi cho dòng đế luôn. Đây, nó cũng nổi sải đó chú anh chị. Già quá già. Xôi. Rồi giá sao anh? Rồi giá cây 21 800 à. Rồi 800. 21. Rồi lên 22 luôn. Cao 95. Rồi. Hoành luôn đây. Cái hoành này là 24. Đúng luôn. Rồi xây cụ đế luôn. Đó, đế quá đẹp cái gì rồi. Không lực luôn nè. Trên lặt nhẹ cũng hay đẹp nữa nè chứ gì, nên sửa chỉnh cái ngay lại xíu. Rồi giá sao đây anh? Rồi số 22 Zalo 800 à. Rồi 800. 23. 3 lên luôn. Cao 97. Rồi 97. Rồi cái hoành luôn. Hoành 27. 27. Rồi xây luôn. Thử cái cũ đấy ha. Cũ đế kìa. Đây gần 50 luôn chứ. 50 luôn. 50 luôn. Rồi xây cũ đế luôn. Đầu do luôn. Cái đó đít người nằm chu đít nào chứ anh chị. Đủ đít ra. Đó là. Rồi. Tay cành cũng ok quá nè. Giá sao đây anh? Rồi mã 23 giao luôn 1 triệu à. Rồi 1 triệu ha. Rồi lên 24 luôn. 24 còn gì đấy. Đây 24 đây. Rồi chiều cao luôn. 74. Cầm cổ đi. 21 của anh. Rồi 21 của anh xen vòng nè. Xuống đế nha quý vị. Để đây. Rồi giá sao đây anh? Rồi 34, 24 Zalo 300 à. 300. Rồi lên 25 luôn. Rồi 1m3. 3. Rồi dưới đây. Đây là 34 nha. 34 ha. Trên cổ đi. Lúc trên đó luôn. Đây là 25. tùy theo người đo chú anh chị. Rồi xương cành trên nào quý vị ơi, tàn dù đẹp lắm chú anh chị. Rồi giá sao đây anh? Rồi 25 Zalo 900 à. Rồi 900. Rồi lên 26 ha. Để con tăng dù luôn. 1m4. Rồi, 4. Hoành đây. 31 hoành. Rồi. Cái này luôn đây. Mai giường nha chị, quá già luôn à. Trồng lắp đất lên đất khúc vậy luôn á. Mà giường nó lên đất khúc khúc kìa. Đã ngang tay luôn. Rồi giá sao anh? Rồi 26 Zalo 600 à. Rồi 600. Rồi lên 27 luôn, 27. Cho tới mày nhỏ nhỏ ha. Nhìn mình nói là đầu clip là cuối clip có cây mây bự nha quý vị. Cao 65. Rồi. 20 yếu tính 19 hoành nha chú anh chị. 19 hoành. Cũ dưới đây à. Cũ gần 30 luôn. 30. Rồi, để đây. Rồi, giá san. Rồi, 27 Zalo 300 à. 300. Rồi, tiếp tục luôn. 628 luôn. Cao 45. 22 hoành. Rồi, rút thước luôn. Hoành 22. Để đây. Rồi, giá sao anh? Rồi, 28 Zalo 300 luôn à. 300. Rồi, lên 29 luôn. Chỉnh ha. Cao 74. 21 hoành. 21 hoành. Rồi, xây luôn. Hoành 21. Để đây quý vị. Con đặt để qua đây. Giá sao đây anh? Rồi 29 Zalo 250 à. 250. Lên 30 ở sau lưng đây. Rồi mà 30 luôn chị. Quá trời tốt thân luôn. Cao 80. Tặng lùm. Hoành là 21. 11 đúng. Rồi khỏi qua dưới đi. Quý vị chơi cái cụm ở trên. Trên rồi chị. Cụm trên nó vậy đó. Này, giá sao tới đây nè. Cây này cái mấy ta? 30. 30 Zalo 300 à. 300. Rồi lên 31. Cái xù cốc. Xù cốc nha chú chị. Xù bít của mình ở trên nó. Cây cốc nè. Dạ y nhiên cốc nha nữa nè. Y nhiên cốc nha ha. Rồi cho cái hoành ở đây đi ha. Cái thân 18 hoành cho chị có dư nữa nè. Rồi 18 hoành rồi rút thước. Đấy, da như con cóc. Nó sần sùi ha. Nó học cóc lên á. Vì chơi mini là đẹp lắm cho chú chị. Rồi giá sao đây anh? Rồi 31 con cóc Zalo 300 à. 300 ha. Rồi qua cái bự ha. Cóc. Rồi vô cái bự. Cái bự mình ước lượng luôn đi. Mình đeo có hoành thôi. À, cái bự đây. Vô hoành luôn đi ha. Vô hoành. Mình đo vị trí trên này vị trí đi. Hôm nay đặt thước cho giáp thước quanh đây các anh. Rồi ngay đây. Rồi 52. 52. Đo đó 52. Rồi quý vị cũng đo trịch xuống ngay chỗ vị trí cổ nè. Đúng cái cổ rễ nè. Cổ là cổ rễ 63 luôn ha. Đo ngay cái cổ rễ là 63. Đó. Đó. Đo tùy vị trí mình đo thôi. Đo cao lên trên thì nó nhỏ, đo thấp dưới nó bự thôi. Đó. Để trước luôn nha quý vị. Rồi, đi vòng đế ha. Tùy vị trí đo nha quý vị. Bự hay nhỏ là do mình đo thôi. Đo cao trên thì nó nhỏ, nó thấp dưới nó bự thôi ha. Lúc nào cũng vậy, ở dưới đế lúc nào nó cũng nở ha. Đó. Rồi, còn thân cành đây quá dê. Cành cũng đều lắm nha quý vị. Đó. Để anh kéo có đây lên cái nè. Đó nè. Anh chị rút lại những cái thân cái ấy là mình rút lại đẹp lắm. Rồi dịu gì rút ngắn lần nữa nó ra tay cành lại mình vô nhôm mình kéo ra nó đẹp hơn hiện tại. Khoảng 2,7 m của chú anh chị, 2,5 m tới đây nè. Rồi ngay đó là 1,5 m rồi. Ở trên còn có mét mấy nên tính là cỡ 2,7 m thôi ha. Rồi cao tầm khoảng 2,7 m đó. Giá sao anh? Rồi cái này em giao lưu là 11 triệu ha. Rồi 11 triệu ship sao anh? Tiền em bao 100 cây số, bao ship 100 km. Rồi anh em nào có thiện chí lên nhà chở thì em bán 10 triệu thì rồi, có thương lượng. Đó là ship hết 1 triệu á. Rồi. Rồi hết anh. Rồi hết. Hết rồi quý vị. Rồi mình cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.